Ok, xin chào các bạn ha. Chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái trả bài, đó là họ có quay về tìm bạn hoặc là tìm bạn làm gì. Thì ở đây mình sẽ có 3 tụ bài. Tụ bài thứ nhất á là cái viên đá màu trắng này ha. Hoặc là bạn có thể chọn cái viên đá này. Rồi, tụ bài thứ hai á là sẽ là cái viên đá màu xanh này. Và tụ bài số 3 nó sẽ là viên đá màu màu đỏ này, màu cam này ha. Bạn nào mua bộ đá 7 luân xa thì inbox Facebook cho mình. Thì ở đây họ là ai thì mình sẽ định nghĩa ở đây họ là người yêu cũ, người cũ, người có quan hệ liên kết tình cảm với bạn. Có thể người này là trên tình bạn nhưng mà dưới tình yêu, hoặc là cái người này mà người bạn đang cần để xem, là nói chung là bạn cũng có tình cảm, có liên kết với cái người này, tuy nhiên là cũng không rõ ràng. Bạn giống như bạn cũng phân vân và xin cái thông điệp của vũ trụ ha. Bây giờ mình sẽ có 3 tụ bài, các bạn có thể bấm đứng màn hình lại để chọn cho mình dễ dễ dàng hơn ha. Còn nếu như mà bạn nào đã có thể là chọn rồi á thì bạn có thể vào luôn, bấm cái timestamp ở dưới để vào luôn. Bạn nào trả bài riêng á thì inbox Facebook cho mình ha. Ở dưới mình có để cái đường link ngay chỗ timestamp á, cái thời gian á, bạn cứ nhấp vô và bạn inbox mình ha. Rồi bây giờ mình sẽ đến với cái tụ bài số 1 nha bạn nha. Ok, thật ra thì mình thấy bạn với cái người này có những cái sự tương đồng về cái cách suy nghĩ, về cái có thể là cái quan điểm sống. Bạn với người này có thể có sự giống nhau và bạn với người này có thể là soi gương với nhau ha. Ở trong đây nó có thể là giữa bạn với cái người này chỉ có những cái liên kết về việc là cái người này giúp cho bạn nhận ra được một số cái bài học về bản thân của bạn sau sau khi quen với người này, sau khi trong cái mối quan hệ này bước ra thì bạn sẽ trở thành một cái phiên bản của mình tốt hơn. Tại vì cái người này vô tình kích hoạt một số cái vấn đề bên trong của bạn, nó trồi lên. Cái vấn đề bên trong đó bạn chỉ thấy được khi nào mà bạn có một cái tình yêu với ai đó thôi. Giống như là bạn đã từng mù quáng với cái người này, hoặc là bạn đã từng quá khích trong cái mối quan hệ cũ, hoặc là bạn đã từng bị kích hoạt một số cái vấn đề gì đó khi tương tác với cái người này đó. Cho nên nó là mình cảm thấy là cái người này là cái người mà đến để mà cho bạn nhìn thấy cái sự thật về bản thân của bạn, ví dụ như là giúp cho bạn tự trọng với mình hơn, yêu thương bản thân mình hơn, tôn trọng bản thân mình hơn, giúp cho bạn cởi mở hơn, thả lỏng hơn, tự tin về bản thân của mình hơn, tìm được cái có thể là tìm được cái phiên bản bình an tuyệt vời nhất cho bạn. Mình thấy là người này với bạn là có cái khả năng để mà gọi là quay lại với nhau, có cái khả năng có nghĩa là tìm về với nhau. Nhưng mà nếu như mà bạn tin á thì bạn hãy chờ đợi tiếp tục ha. Bạn hãy lắng nghe cái trực giác của bạn, có thể trực giác của bạn nó sẽ nói cho bạn biết là bạn với cái người này chưa có hết duyên hết nợ đâu. Bạn với người này còn gặp lại đó ha. Đôi khi là cái liên kết này mình sẽ không mình thật sự là nếu mà có quay lại á thì cái sự báo hiệu trong cái câu chuyện này đó là nó sẽ là một cái cuộc gặp gỡ để giải quyết một số vấn đề, là một cái cuộc gặp gỡ để mà bạn nói cho đúng á, là bạn học xong cái bài học của mình, nói cho đúng á, là bạn trở thành cái phiên bản tốt nhất của mình. Và khi gặp người này là bạn gặt hái cái thành quả, cho dù bạn với có cái người này có quay lại với nhau hay không á. Tại vì trong trường hợp này là mình cảm thấy rằng là cái người này họ, một là họ có gia đình ha, cho nên họ có sự phân vân, có nghĩa là bạn là người thứ ba. Hai á, nếu như người này chưa có gia đình á thì họ rất là mong muốn đến với bạn, nhưng mà giữa hai người sẽ lấn cấn và có một cái trực giác rằng là người này có thể có người nào khác đó ha. Có nghĩa là mình cũng chưa hẳn rằng là mình, không phải là mình sợ hãi, nhưng mà cái mối quan hệ này của bạn với người này á là nó sẽ rất là rõ ràng thôi. Nó khi gặp lại bạn sẽ cảm nhận được rất là rõ ràng về cái mối quan hệ này giữa bạn với người này là hơi khó để đến với nhau. Nhưng mà nó sẽ có một cái cơ hội để gặp lại, để bạn bạn
để bạn phát triển tốt bản thân của mình hơn, để bạn không có bị ám muội bởi những cái suy nghĩ nữa. Điều nào đó, điều gì đó nó sẽ rõ ràng, nó thông suốt hơn trong cái đầu bạn. À, mình thấy cái mối quan hệ với bạn với cái người này dường như là nó sẽ có một cái nó có một cái liên kết, nó có một cái liên kết là giữa bạn với người này có thể sẽ có những cái gì đó mà nó đồng điệu nhau lắm, giống như là mình hiểu, người này chưa nói là mình đã hiểu, là giống như có một cái liên kết giữa hai người với nhau. Thực tế thì mình cảm thấy là bạn với người này vẫn còn cái liên kết, cho dù người này đã không tìm bạn nữa, nhưng mà trong lòng của bạn vẫn còn, mình cảm thấy vẫn còn liên kết. Cái người này á, họ quay về, nhưng mà mình sẽ không có kỳ vọng vô trong cái mối quan hệ này là nếu như bạn với người này là gia đình á, thì có thể là người này sẽ quay về với lại một cái vị thế, đó là muốn muốn kết nối gia đình lại. Nhưng mình sẽ không khuyên bạn đặt cái tình yêu vô trong cái người này, mà bạn hãy love yourself first, bạn hãy yêu thương bản thân mình trước tiên. Không có cần thiết phải đặt cái niềm tin vô trong không có cần thiết phải đặt cái tình yêu vô trong cái người này. Bạn có thể thả lỏng để tin người này một lần nữa, bạn có thể thả lỏng để mà cho mọi thứ nó từ từ nó dần mở ra. Bởi vì người này họ có quay lại với bạn hay không, người này họ có muốn đầu tư cho mối quan hệ này hay không, bạn sẽ nhìn thấy được ngay lúc đó. Bạn sẽ ngay lúc mà bạn gặp người đó và ngay lúc bạn gặp người đó và bạn tương tác với người đó tiếp theo đó, bạn sẽ nhận ra được liền. Có thể hai bạn sẽ có cuộc nói chuyện với nhau, hai bạn sẽ có những cái sự trải lòng với nhau. Nhưng mà mình chỉ thấy rằng là dù thế nào đi chăng nữa thì sau cái mối quan hệ này bạn không có mất mát điều gì đâu, đừng có lo lắng. Bạn sẽ là một người mà gặt hái được một cái sự thành công dành cho bản thân mình về cái mặt tiền bạc vật chất. Cái trong cái mối quan hệ này nó chỉ làm cho bạn nó chỉ là giúp cho cái viên kim cương của bạn nó sáng hơn trong cái áp lực đó. Bạn bạn được gọt giũa rất là nhiều, và mình cảm giác rằng là bản thân của bạn sau cái câu chuyện này, bạn sẽ trở thành một người giàu có, một người có cái sự chuẩn bị sẵn sàng cho cái con đường đường hướng phía trước. You are ready ha, bạn đã ready, bạn đã sẵn sàng ha. Và nếu như mình nói ở đây, tại vì mình cảm nhận được cái là cái điều mà chúng ta sẽ có với nhau á, nó là một cái câu chuyện mà là cái người này có phân vân giữa bạn và người khác, đó là như vậy. Cái người nào mà họ dành thật sự cho bạn á, thì họ sẽ không bao giờ phân vân, họ sẽ chọn bạn, họ sẽ tiến tới với bạn, họ sẽ không để đánh mất bạn, họ sẽ không bỏ lỡ bạn trong cái kiếp sống này. Nên là bạn hãy rõ ràng và gọi là thật sự là sử dụng trực giác, sử dụng trí tuệ, sử dụng sự thông thái của bản thân mình để hiểu rằng là nếu như người này họ có những cái hành động mà có vẻ như là họ dường như là sẽ bỏ lỡ một cơ hội nữa với bạn, thì đừng tiếc, đừng buồn ha. Đó chỉ là một cái sự thật nó được review thôi, nó được tiết lộ ra cho bạn biết thôi nhé. Ok, thì nói chung là mình thấy là được thôi, bây giờ bạn là nếu như gặp lại người này thì cũng được thôi, bạn cũng có một cái bài học cho mình là chắc chắn là bạn sẽ thu hút nhiều hơn là bạn chạy theo đuổi theo người này. Thì điều đó chắc chắn là như vậy ha. Nhưng mà dường như là cái mối quan hệ này nó sẽ có một cơ hội, cho dù là hai bên có chấp nhận tình cảm nhau hay không đi chăng nữa, thì mình vẫn thấy ra đây nó sẽ có một cái cơ hội nha. Và mình có khả năng rằng là ngược bạn với cái người này có thể là gặp nhau vào cái mùa thu nha, mùa thu. À, ok, đó là tất cả những điều mà vũ trụ báo hiệu cho chúng ta. Bây giờ mình sẽ kết thúc cái trải bài này. Bạn nào xem trải bài riêng thì inbox Facebook cho mình nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến cái tụ bài số 2. Bạn nào chọn cái viên màu xanh nhé. Ồ, người này có thể là một người past life relationship của bạn. Và người này có thể là một người past life relationship của bạn, người này có thể là một người mà bạn sẽ có một cái kết nối khá là sâu sắc, cho dù bạn mới gặp người này, hoặc là cho dù là bạn mới vừa chỉ mới tương tác với người này thôi, nhưng mà cảm xúc của bạn với cái người này là không hề ít ha, rất là nhiều. Ok. Ở đây thì rất là tiếc khi mà mình thấy rằng là cái dấu hiệu mà vũ trụ mang lại cho chúng ta, đó là cái mối quan hệ này, cái tình yêu vẫn còn.
cái mối quan hệ này rất là muốn cho nhau một cái cơ hội. Cái mối quan hệ này á, thì là nó là một cái mối quan hệ kết nối lâu ha, là một cái mối quan hệ mà có sự hy sinh và chờ đợi nhau nha. Nhưng mà cái mối quan hệ này á, thì lại là một cái mối quan hệ mà không có kết quả, người này sẽ rất là khó để mà họ quay lại, comeback lại với bạn. Bởi vì người này ôm nỗi buồn, ôm nỗi ôm ôm cái cảm xúc riêng cho bản thân mình, và người này cũng thuộc dạng là có cái tôi. Người này cũng cảm giác là cái người này họ họ phong tỏa cái trái tim của họ nhiều hơn là họ cởi mở với bạn. Cho nên nó là cái câu chuyện này á, thì đã đến cái thời điểm để bạn release your ex, release rời khỏi cái năng lượng cũ này rồi. Có một cái điều gì đó, something, there's something better, có điều gì đó nó tốt hơn dành cho bạn. Nhưng mà thật sự mà nói á, thì là bạn phải cởi mở, thật sự là cởi mở để nâng cao cái năng lượng của mình, của sự thông thái, sự thấu hiểu, hiểu và tiếp tục lạc quan cho những cái mối quan hệ sau, tiếp tục tích cực cho cái câu chuyện tiếp theo của mình. Đừng có quá buồn, đừng quá bi quan ha. Cuộc sống của bạn nó sẽ có cái điều khác nó tốt hơn, nó tốt hơn dành cho bạn. Những cái sự giàu có về mặt tài chính vật chất, perfect timing ha, đã đến cái thời gian để bạn open, bạn cởi mở bản thân mình nhiều nhất có thể. Bạn có thể làm kết nối nhiều nguồn năng lượng khác, nhiều tầng cấp khác, ví dụ như là người trẻ hơn, người lớn tuổi hơn, người người họ 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 là một cái có một cái trường năng lượng nó khác mình, nhưng mà mình vẫn kết nối với họ. Tại vì lúc này là năng lượng của bạn nó giãn nở ra mà ha. Tại vì mình thấy là cái người này mà đến là báo hiệu một cái sự khó khăn. Cái người nam này là họ chỉ báo hiệu cho bạn sự khó khăn thôi, chướng ngại vật rất lớn và không có được thoải mái, mặc dù là tình, cái này là gọi là tình yêu sâu đậm luôn đó bạn. Mình cảm thấy là hai người yêu nhau dữ lắm, hai người rất là yêu nhau luôn ha. Đó, nói chung là không phải là không có quay lại hay không phải là như thế nào hết á, mình vẫn thấy là có, gọi như là bạn cần phải có một cái sự khởi đầu mới của mình thôi. Giống như cái vòng xoay của vũ trụ á, là cái gọi là cái mối quan hệ này á nó không có kết quả, nên là cái người này có quay lại tìm bạn đi chăng nữa là cái kết quả nó cũng không có được như mình mong muốn đâu. Và cái người này có thể rằng là họ sẽ rất là lâu họ mới quay lại tìm bạn đó. Mà họ quay lại tìm bạn á, thì có thể rằng là một là họ tặng cho bạn cái gì đó, hai là họ offer cho bạn một cái gì đó, ba là họ bù đắp cho bạn một cái gì đó về tiền bạc vật chất ha. Chứ mà mình thì cảm thấy rằng là bạn nên chọn cho mình một cái đường hướng khác. Bạn nên tái tạo năng lượng của mình lại, đừng ở trong mãi năng lượng cũ, cũng như là đừng có mắc kẹt trong cái nguồn năng lượng cũ. Bởi vì ở đây mình cảm thấy bạn cần healing, bạn cần chữa lành, bạn cần kết nối với thiên nhiên nhiều hơn ha. Bạn cần cái gọi là nhận thức về thời gian nha. Bạn cần đi tiếp lên phía trước, đừng dậm chân tại chỗ. Và bạn cần cái là share những cái cảm xúc tình cảm. Bung cái tình cảm ra, bung cái cảm xúc ra. Có thể bạn sẽ share với cái người này, có thể là bạn share với người khác, nhưng mà cái việc từ chối cái kết nối này nó sẽ làm cho cái mối quan hệ này trở nên mệt mỏi. Bạn có thể đón nhận cái mối quan hệ này, coi như là chấp nhận nó như nó luôn là, và hiểu thực tế nó khó khăn như thế nào, sự khó khăn như thế nào. Bây giờ chúng ta có yêu nhau, hiện tại hai bạn có đang yêu nhau như thế nào đi chăng nữa, thì kết quả rằng là cái người này họ có quay lại đi chăng nữa, quay về đi chăng nữa, thì cái năng lượng bắt đầu nó đã chệch hướng, là năng lượng của bạn sẽ cao hơn năng lượng người này nha. Nha, năng lượng của bạn sẽ cao hơn năng lượng của người này. Và năng lượng của người này đó là họ cần chữa lành. Và cho dù họ chữa lành xong rồi thì họ cũng cảm thấy rằng là họ không có cái dũng cảm, dũng khí nữa để kết nối với bạn. Mình cảm thấy là như vậy. Nhưng mà cái mà bạn cần đó là cởi mở ra. Cho dù người này họ với bạn không có là gì, không có còn được đi cùng nhau nữa đi, nhưng mà bạn vẫn cởi mở ra. Tại vì hả, bạn cởi mở ra để bạn hiểu thêm, để bạn bạn chấp nhận hơn cái cuộc sống, chứ đừng có ngang bướng ương bướng cãi lại số phận, cãi lại số mệnh, thì nó rất là phiền phức, nó chỉ mang lại cho bạn những cái điều nó túng quẫn thôi. Nó là như vậy hả. Ok, mình sẽ kết thúc cái trải bài này ở đây nha. Các bạn có trải bài riêng thì inbox Facebook cho mình nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái trải bài của tụ bài số 3 nha. Ok, tụ bài số 3 ha.
với cái tụ bài này thì mình sẽ cảm thấy được là cái năng lượng trong cái trải bài này đó là mối quan hệ karmic soulmate, mối quan hệ làm khổ nhau, mối quan hệ làm cho nhau buồn, làm cho nhau đau khổ, làm cho nhau bứt rứt ha. Ở đây nó sẽ liên quan đến những cái vấn đề là báo hiệu và những cái vấn đề là sự di chuyển chỗ ở ha, hoặc là những cái cuộc nói chuyện mà không đi đến đâu nha. Và mình cảm thấy là trong một vài tuần nữa thì có thể là nó sẽ có một cái tin tức tốt hơn về mối quan hệ này đến với bạn. Nhưng mà cái mối quan hệ này là cái người nam này có thể là họ đang kiên nhẫn để chờ đợi một cái cơ hội là tức tốc gặp bạn hoặc là tức tốc đến bên bạn để mà đoàn tụ với bạn. Cái người này sau khi rời đi khỏi bạn, hai là sau khi rời đi khỏi cái mối quan hệ với cái người thứ ba, họ đã không kịp nắm bạn trở về, giống như là nói chung là cái mối quan hệ này là trong tương lai mình thấy là nó còn quay trở lại, trong tương lai là hai người còn kết nối lại đó, nhưng mà nó sẽ kết nối khi mà giống như là hai người đã có từng có những cái nỗi đau, những cái ám ảnh với nhau rồi. Và cái người này họ hối hận về điều đó và họ nhanh chóng muốn muốn comeback trở lại đó. Và nếu như có mối quan hệ ba người thì cái người nam này rời đi khỏi người thứ ba, nói thẳng luôn là rời đi khỏi người thứ ba để mà chạy về với bạn, nhưng mà mọi thứ nó không được như mong muốn, tại vì đó là sự ảo ảnh, đó là cái mà quá muộn đó. Là mình thấy quay về mà bạn có cho cơ hội hay không đó là chuyện của bạn nhé. Trong trường hợp bạn là người thứ ba đó thì mình sẽ cũng không biết là, nói chung là cái mối quan hệ này nó đã có cái phốt rồi, nó đã có cái sự không có tin tưởng rồi, nó đã có một cái mặt nạ đeo với nhau rồi, nó đã có những cái thuộc về là cái mối quan hệ này để mà chữa lành được nó, để chữa lành, để mà thấu hiểu, để mà tình yêu, để mà thông cảm á, thì chắc là nó cần cái sự tiến hóa của mình rất là nhiều, nó cần cái sự chuyển hóa của mình rất là nhiều. Nhưng mà thôi, các bạn bạn hãy cố gắng, bạn hãy cố gắng, đừng có ngừng lại, cố gắng làm tiếp cái công việc của mình, đó là chữa lành, đó là compassion, đó là thông cảm, đó là thấu hiểu, đó là bao dung, là từ bi ha. Nhưng mà đã đến lúc mà bạn bung lụa bản thân mình rồi, đã đến thời gian mà bạn sống cho bản thân mình rồi. Và mình thấy là một cái cánh cửa, giống như có thể là bạn nằm mơ, bạn sẽ được hướng dẫn trong cái giấc mơ, hoặc là bạn sẽ được những cái người mà tổ tiên của bạn, hoặc là những cái người mà họ có cái năng lượng, cái linh hồn cao hơn á, cái người mà tiến hóa trước bạn, mà họ họ đang nâng đỡ bạn, giúp đỡ bạn, gửi cho bạn những cái thông tin. Giống như thông qua trải bài này là họ cũng đó cũng đã gửi gắm đến cho bạn là: con ơi, mối quan hệ này là karmic soulmate đó, cái mối quan hệ này giữa con với cái người này đau khổ lắm, con đã đến lúc sống cho bản thân mình, có thể con với người này sẽ có những cái romantic chance, những cái cơ hội lãng mạn đó, nhưng mà con hãy chọn cho mình một cái gì đó thuộc về quyết định bình an nhất, quyết định mà con cảm thấy bình an nhất, cho dù là con có chọn người đó hay là không chọn. Thì giống như là những cái người họ hỗ trợ mình á, ở những cái linh hồn cao hơn, họ vẫn nhìn thấy mà, và họ vẫn cổ vũ cho mình ha, họ thanh lọc cho mình cái năng lượng của mình, thanh lọc cái xung quanh của mình, cái năng lượng của mình nhé. Ok, cái mối quan hệ này là nó bị nó muốn đến với nhau là nếu như là nó phải chờ đợi, nó phải có một cái sự chờ đợi là cái hiện tại luôn á, năng lượng hiện tại luôn á, là giống như là phải đánh giá lại, phải xem xét lại, phải chờ đợi, phải cần thêm thời gian, đó là như vậy ha. Ok, ở đây là năng lượng về cái trái tim á, về cái sự thông cảm thấu hiểu á, nó rất là nhiều, và giống như phải chữa lành những cái tổn thương về mặt trái tim nữa nha bạn nha. Về mặt gia đình á, về mặt trái tim của gia đình, giống như là bạn đã từng ở trong gia đình và bạn cũng gặp những cái vấn đề về việc là không có trọn vẹn và bạn không có niềm tin, và giống như là karmic soulmate, những cái mối quan hệ karmic với nhau nhé. Nói chung là mình cũng không phải là mình, giống như các bạn không muốn là người thứ ba, các bạn cũng muốn rơi vào cái liên kết karmic soulmate, nhưng mà đâu có biết được nghiệp nợ duyên kiếp gì đó nó làm cho bạn bị rơi vào trong đây, bạn phải trải nghiệm qua những cái điều này thì bạn mới tiến hóa được cái linh hồn, bạn mới nhìn nhận ra được, nó mới đẩy cái cảm xúc của bạn, nó mới chuyển hóa cái cảm xúc của bạn thành cái trí tuệ, thành cái thông thái, chứ không thì làm sao được
làm sao mà bạn có được cái trí tuệ, cái tâm thái nếu mà bạn cứ u mê trong cái nghiệp nợ này, trong cái nghiệp báo này, biết là mối quan hệ ba người rồi mà còn giúp không được nữa là thì thôi, thì có phải là nghiệp không? Là nghiệp chứ là gì, đúng không? Nếu mà bạn phải lúc đó bạn phải phải trỗi dậy cái sự thông thái của mình vượt qua thì mới được, chứ mà không thì cũng không phải. Nói chung là mình nói là cũng không có đơn giản đâu ha. Bạn sẽ có nhiều thêm thông tin nữa về cái mối quan hệ này nha. Cho dù như thế nào thì nó cũng sẽ là một cái peaceful resolution một vài tuần nữa. Nó sẽ có những cái điều tốt đẹp hơn, sự giải quyết mà mình cảm thấy bình an hơn. Mình sẽ nhận được từ trực giác của mình, từ giấc mơ của mình những cái báo hiệu ha. Ok, mình sẽ kết thúc cho bài này ở đây nha. Bạn nào xem cho bài riêng thì inbox Facebook cho mình nhé. Đăng ký kênh của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở trải bài sau ha. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nhé.